Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh của Sinh Văn Đang Làm Cho Ông Bà. Và hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người một chiếc đồng hồ đến từ Đức, em đồng hồ Hoi. Đây là một trong những cái mẫu đồng hồ rất độc đáo và phải nói là cực kỳ khó để săn được. Nó giống như là một chiếc Apple Watch. Bác nào mà sưu tầm đồng hồ cũng như là chơi đồng hồ lâu thì biết là cái phiên bản rất là cool Apple Watch thì nó có một cái kiểu giống như này rất đẹp. Khi mà nhìn qua thì mình thấy là về cái thiết kế cũng như là cách nó làm ấy nó rất đơn giản nhưng mà cực kỳ sang. Nó nổi bật ở phần đế, và cái thứ hai đó là cái phần này, phần loang đỏ. Đây là cái họa tiết loang đỏ cho chiếc đồng hồ ở các góc cạnh rất rất đẹp, cái màu lửa ấy. Cho nên là cũng là một cái màu phong thủy để các bác bày ở bàn làm việc hay là đối tặng. Em này thì về Việt Nam là còn nguyên cái hộp của nó. Đây là cái hộp của nó đấy, bác ơi này. Đấy, đây là cái hộp của nó, tuy là có vết tích thời gian rồi. Đây, có vết tích thời gian rồi nhưng mà nó vẫn giữ nguyên được cái hộp rất sang. Thì em này thì kích thước của nó là 32x21cm, mặt số là phay mạ vàng, toàn bộ là chất liệu phay mạ vàng, chỉ có quả thiết bên ngoài đây là em không biết là chất liệu gì nhưng mà nó là phần loang đỏ. Để trên là một cái tay nắm cầm hình tròn, nó vừa để trang trí đề co vừa cầm sách dễ dàng. Em này thì chạy một phiên kim tiểu và có ghi rõ là máy được sản xuất tại Đức đây. Kích thước em đo từ dưới cho đến cái phần tay nắm cầm là 32, còn chiều ngang của chiếc đồng hồ là 21cm. Một chiếc đồng hồ rất xinh xắn khi bày ở bàn làm việc hay biếu tặng đều rất phù hợp. Thì các bác mà cần tư vấn gì thêm thì có thể liên hệ qua fanpage Thợ Săn Kho Báu Sơn Japan Hàng Nhật Âu hoặc website hangjapan.vn. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.